Nhiều không mọi người? Exeter 135 quá trời luôn. Nhưng mà chưa có nhiều đâu nha. Anh chị mình nhìn vô bên trong nhà nữa nè. Một dãy ở bên trong nữa, rồi ở bên hông nhà là vẫn còn nữa nha anh chị các bạn. Đa số là 135 rất là nhiều. Thì Ngũ Nguyễn em xin chào bà con anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn nha. Hôm nay 2 tuần rồi, em trở lại bên cái xe máy Dũng Mạnh để cập nhật giá ở đây cho bà con anh chị trên kênh theo dõi nha. Giờ trước khi mà vô trong gặp anh Dũng như mọi kia để báo giá chi tiết những mẫu xe ở đây á, em quay qua cái bảng hiệu cửa hàng cũng như địa chỉ cho bà con ở xa được tin tưởng, cũng như được ở xa lên mình nhìn cửa hàng mình dễ hình dung hơn, dễ kiếm địa chỉ hơn bà con mình ha. Địa chỉ là 14/22 trên đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bà con nha. Song song đó là bên cửa hàng cũng có mấy cái dòng xe nhỏ nhỏ tiền mà anh chị khách hàng trao đổi á anh chị. Anh chị khách hàng trao đổi là vẫn có nè. 135 bên trong em nói không sai mà, còn nữa bên trong á. Giờ mình nhờ anh Dũng ra rồi báo giá cùng với anh em mình nha. Anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Đây, để anh ra rồi báo giá cùng với anh em mình. Ngoài 135 ra với lại có Exeter 150 với lại những cái dòng như là Rider, Satria đó là cửa hàng có luôn mọi người ha. Rồi chào anh. Lâu quá. Dạ. Rồi thì giờ anh Dũng ra rồi anh cũng nhắc lại sơ những cái thông tin bên cửa hàng đi cho anh em mình cập nhật báo giá cho anh em. Đầu like cửa hàng xe máy Dũng Mạnh chào tất cả các anh em nha. Dạ. Chúc tất cả các anh em một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Đầu like cửa hàng xe máy Dũng Mạnh giới thiệu một số xe trong cửa hàng nha. Dạ. Thì bên cửa hàng xe máy Dũng Mạnh là nằm trên địa chỉ 119 đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Rồi anh Dũng nhắc sơ qua về cái cách thức mua bán của mình, coi như là trả góp rồi ship xe ra tên giấy tờ như thế nào cho những anh chị anh em mà lần đầu xem video được nắm rõ. Rồi cửa hàng xe máy Dũng Mạnh là coi như là bao ship cho anh em từ Bình Thuận về miền Tây. Từ Bình Thuận về miền Tây là bên cửa hàng Dũng Mạnh bao ship. Còn lại anh em mà mua xe máy bên Dũng Mạnh sẽ được mỗi xe sẽ được tặng một cái nón bảo hiểm và một bình nhớt. Đó, còn cái dòng xe nào ví dụ như máy móc rin á là bên cửa hàng xe máy Dũng Mạnh trừ cái dòng này 135 trở lên. 135 mà Dũng Mạnh sẽ bảo hành em 6 tháng, còn là 150 trở lên là bảo hành 1 năm. Đó, mới được kiện là xe phải rin nha. Còn những cái dòng nào xe không rin thì gọi hàng xe máy Dũng Mạnh không có bảo hành đâu nha. Đó, còn là cách thức mua góp thì 18 đến 60 tuổi là anh em sẽ mua góp bên hàng rồi không cần trả trước. Miễn rằng là anh em không có nợ xấu, không nợ chậm, mà ưu tiên những người nào đã là công ty có khoản vay, có bảo hiểm y tế là ok hơn nhiều ấy. Là bây giờ ngân hàng giờ nó cũng khắt khe hơn, thế nên là anh em nào muốn trả góp thì cứ liên hệ vào xe máy Dũng Mạnh trước đi. Số điện thoại 0979518018 thì mình sẽ hỗ trợ giúp cho anh em, rồi bắt công lên đôi khi có mua được bán tiếp, thấy không? Rồi ok ha anh chị. Anh chị nào mà có xe cần trao đổi thì bên cửa hàng mình cũng nhận trao đổi bình thường luôn ha. Anh em nào ví dụ như muốn mua trao đổi xe bên Dũng Mạnh vẫn trao đổi, còn là anh em mà mua tiền mặt á là bên Dũng Mạnh sẽ ok cho anh em đi thử trong vòng 2 đến 3 ngày. Ví dụ như anh em nào mà ưng ý xe đó thì đi luôn, mà ví dụ đi về 2-3 ngày cảm thấy anh em không ưng ý xe này thì anh em có thể đến cửa hàng đổi xe khác bình thường và không có lỗ một ngày nào hết á. Còn ví dụ như anh em mua góp thì không có đổi được đâu á. Rồi ok mọi người ha, anh chị nào quan tâm thì mình cứ liên hệ với anh Dũng để anh tư vấn rõ cho. Giờ chắc đầu clip mình bắt đầu từ đây luôn ha. Đúng rồi em. Như con này là đời nào đây anh? Con này đời 2013 em ơi. 2013. Con này là tình trạng là máy móc ok, rin biển Đồng Nai chính chủ nha. 60 ha. Rồi 60B8 501-15 anh chị. Con này bên Dũng Mạnh sẽ bán cho anh em là 18.500.000. 18 năm. Máy móc là rin phải không anh? Rin em. Rồi bảo hành là 6 tháng anh. Bảo hành 6 tháng. Rồi và ngoài là được anh Dũng sơn giá tem mới đẹp cực kỳ cho anh chị các bạn rồi, xe sạch sẽ và chỉ việc mình đổ xăng vô nữa mà chạy thôi. Còn nhớt là mua xe là cửa hàng đã tặng đúng rồi, mua nhớt nó bảo hiểm nó bên cửa hàng Dũng Mạnh sẽ tặng cho anh em đầy đủ rồi. Rồi còn con bên đây là đời nào anh? Con bên này là đời 2014. 2014. Xe này cũng chính chủ luôn. Rồi máy móc và bao rin, con này bên Dũng Mạnh bán cho anh em 19 triệu, giá là 19 triệu đồng anh chị. Đời 2014 ha, biển số là 17B2 06628 là bản số bà con mình nha. Máy móc thì cũng là nguyên rin, bảo hành là 6 tháng hết. Đúng rồi, nguyên rin bảo hành tháng. Dạ, được xử lý full can đẹp cho anh em hết rồi, nên là không cần phải lo nghĩ nữa anh em mình ha. Trong bên xe máy Dũng Mạnh thì tiền nào được của đó thôi. Xe rẻ có luôn, tí nữa anh em sẽ có, thấy không? Tiền nào nó của đó. Rồi, mình qua đây đi anh, con này là đời nào? Con này đời 2012. 2012. À 2013 chứ, 2013. Biển 37, máy móc cũng rin luôn. Xe này để cho anh em 15 triệu thôi. 15 triệu đồng. Tại sao mà nó lại rẻ hơn những con nãy giờ anh Dũng? Đúng đấy, anh em thì đặt vấn đề như thế, hiểu không? Máy móc rin luôn, độ bao êm luôn cho anh em, không phải là xe dở mà bán rẻ đâu nha. Này cho em nghe, đây là chưa lắp bình đâu nha. Anh em mua lắp bình đầy đủ chưa? Bảo hành 6 tháng luôn. Chìa khóa rồi, con này là còn 2 chìa luôn. Đấy, anh em nghe tiếng nổ rồi. Êm ru luôn.
Nhưng mà biết anh em biết sao mà xe này nó rẻ hơn không? Tại vì cái dàn chân và dàn áo nó không được keng như mấy con kia thì nó rẻ hơn thôi. Còn máy móc quá chất luôn. Yeah. Bao êm bao rin, cổ bô còn nguyên mà. Đúng rồi. Đấy, thấy không? Vẫn là bảo hành là 6 tháng luôn. Mà 6 tháng xin lỗi vậy nha, 135 là 6 tháng. Đúng rồi, 6 tháng. 150 đổ lên mới là 5 anh chị. Đúng rồi. Vẫn 6 tháng giống như tất cả những cái dòng 135 khác luôn, nhưng mà do dàn chân và áo của bạn nó xuống màu hơn. Nó không còn được đẹp keng giống mấy con kia, giá nó rẻ. 15 chẵn ha. 15 triệu em. Rồi, biển số là 37E1297 11 anh chị ha. Rồi, còn bên đây anh, con này đời nào? Con này đời 2013 em ơi. Con 23. Này anh chị để cho anh em với giá là 18 năm. 18 năm. Máy móc cũng bao rin luôn. Dạ. Yeah. Bản số là từ Thiên Huế anh chị nha, 75C109239 nha anh chị ha. Này thì mới tin, khỏi cần bàn cãi luôn, được xử lý dán tem màu đẹp keng long lanh gành đào luôn. Dàn chân dàn áo cực đẹp luôn. Ừ. Rồi. Còn nãy giờ mình để bao nhiêu anh? 18 năm em ạ. Rồi, 18 triệu 500 anh chị. Máy móc khỏi suy nghĩ. Bao em luôn anh em luôn, khỏi suy nghĩ. Nói chung bên chủ mạnh là xe là bên anh cũng lựa lắm chứ không phải lựa đâu. Bán xe là anh em muốn cho khách hàng mua được xe tốt, anh em đi. Còn là ví dụ như anh em mua một xe mà dở về anh em không đi được thì mai mốt anh em mới gọi này kia tùm lum cũng đau đầu lắm, thấy không? Thế này đã anh em đã mất đồng tiền thì anh em nên mua những chiếc xe tốt tốt đi anh em. Mua ví dụ anh em không đủ khả năng á, mua hẳn đứt xe thì ví dụ anh em có thể thiếu lại ít triệu thì bên cửa hàng sẽ máy dùng mày hỗ trợ cho anh em. Còn anh em là ví dụ như nỡ xấu rồi nha mà không mua góp được á, đến cửa hàng sẽ máy dùng mày trả đứt 70% là mua góp bên cửa hàng luôn, trực tiếp cửa hàng luôn, thấy không? Ok mọi người, trả đứt 70% là ok lấy xe về. Đó, có trả góp qua ngân hàng cũng như là nếu mà mình nợ xấu thì trả trước 70% thì góp trực tiếp với Dũng là được luôn ha. Đúng rồi. Rồi. Chứ còn anh em mà vừa mua cái xe mà ví dụ như mua cái xe 18 triệu, xe này bán 18 triệu đi. Yeah. Anh em có 12 triệu đường hàng, 13 triệu đường hàng. Dạ. Yeah. Thì bên Dũng mày sẽ hỗ trợ cho anh em làm liền. Chứ anh em ví dụ muốn mua cái xe tầm khoảng 12 13 triệu thì chẳng thà anh em mua con xe siết về anh em đi còn ngon hơn đấy. Đúng không? Cái xe ẹt mà giờ 12 13 triệu sao đi nói. Mua về anh em chỉ có khổ luôn á, nó sửa chết luôn á. Rồi, cái bên đây anh, con này là đời nào đây anh? Con này đời 2013 em ơi. 2013. Xe này xe biển Bình Dương. Bình Dương luôn, phú giáo Bình Dương. Máy móc bao rin luôn anh em luôn. Xe này rin từ đầu đến đuôi luôn á. Dạ. 61E1182 26 anh chị nha, biển số là phú giáo Bình Dương. Máy móc cũng là rin. Dàn tem là còn rin luôn hả anh? Rin hết, bao rin từ đầu đuôi. Giá giờ anh để nhiều? Con này anh để 19 triệu em. 19 triệu. Rồi, ok nha anh chị ha. Máy móc rin mà là vẫn là 6 tháng. Khách hàng anh em mà có xe cần trao đổi chẳng hạn như chạy xe rút quay gì đó muốn nâng cấp lên thì cứ đến đây. Đúng rồi, anh em là ví dụ như có cái xe nào muốn đổi cứ đến cửa hàng đổi bình thường. Dạ. Ví dụ anh em là mua mà mua trả góp hoặc là mua tiền mặt đi. Mà ở xa không lên được cứ quay clip rồi là chụp màn hình xe đó lại gửi qua Zalo. Rồi dùng mày quay lại cho anh em xem, thích anh em cứ cọc 1 đến 2 triệu dùng mày gửi xe về cho anh em. Rồi, ok anh em mình qua cái bên một chiếc biển số là 72E1 22781. Con này phải nói là cái cặp của xe là còn rất mới, đặc biệt là vỏ sau là mới tinh luôn chị bạn. Xe này cũng bao rin từ đầu đến đuôi luôn. Để cho anh em 16.500.000. 16.500. Đó, mấy cái dòng xe rẻ giá vừa vừa á, hôm nay là cửa hàng cũng có rất là nhiều cho anh em ha. Mà máy móc là vẫn còn nguyên bản hết. Vẫn là bảo hành 6 tháng. Còn bên đây là biển 66K133110. Con này thì nó thật với anh em thì cực kỳ đẹp luôn. Ừ. Dàn chân cực nét luôn. Dàn áo thì cũng được xử lý qua rồi. Thấy không? Xe này xe chính chủ luôn. Rồi. Xe này nó thật với anh em á, chủ nó rớt cái đầu à. À, có rớt đầu à. Nói xe nó hơi khói. Tại vì dòng xe 35 á là giờ nó chạy bằng mình xe con thì nổ nó hơi khói xăng một xíu. Dạ. Chứ không phải là khói hở bạc đâu. Mà ông bọn này ông biết ra thở nó thuốc phát hở bạc là tháo luôn. Đấy, nhưng giờ mất rin. Dạ. Còn xe thì cực đẹp luôn anh em. Máy thì cực êm. Xe cực êm luôn. Cặp vỏ xe còn dày ngon luôn, đẹp anh chị. Xe này tháo bình rồi anh em mua lắp bình đầy đủ nha. Ừ. Bình trong quy là ok hết. Chạy hết xăng anh em. Hết xăng luôn à. Dòng này đạp mà hai phát nổ là chỉ có hết xăng. Rồi bây giờ có đất đầu rồi, giờ anh để giá sao anh? Con này anh để cho anh em giá bình dân luôn, 15 triệu. Rồi, giá là 15 triệu đồng. Nhưng mà có đất đầu thiệt, có xé nồng thiệt, nhưng mà tổng quan bên ngoài nó đẹp thiệt sự luôn anh chị. Nói thật lòng ạ, bên dụng mạnh có sao nói vậy chứ. Dạ. Không bao giờ giấu giếm gì. Cái dàn chân mà giấu giếm anh em về mua về anh em hỏi người ta nói con này kia mất khách liền, thấy không? Dạ. Xe này nó thật với anh em này, anh em nhìn là chỉ ưng luôn, không chê một cái nào hết. Em nhìn cái xe cực đẹp không? Dạ. Nó như xe mới luôn. Long lanh gì nào luôn. Mà xe chính chủ nữa chứ. Ừ. Rồi qua đây đi anh, con này biển số là 74B110210 nè. Con này tình trạng nó sao rồi anh? Con này máy móc bao rin luôn, xe này anh để cho anh em là 18 năm. 18 cho 500, máy móc rin luôn chị ha. Nổ thì thâm luôn. Rồi ok bà con nha, khỏi cần phải bàn cãi. Xe này từ đầu đến đuôi cũng bao rin hết rồi. Dạ.
anh chị ở xa muốn ship xe thì anh Dũng anh hỗ trợ cho mình ship hoàn toàn miễn phí từ khu vực Bình Thuận đổ hết vào khu vực miền Nam ha, bỏ sâu còn đất còn mới luôn. Đúng rồi, chính xác luôn. Còn bên đây anh, biển số 3511 54646 nè. Con này là biển số đẹp luôn nè. Ừ. Thấy không? Rồi, con này là anh để cho anh em là 19 triệu. 19 triệu. Xe thì khỏi bàn rồi, bao riêng luôn, nhưng mà cổ vô nguyên luôn. Rồi, ok bà con mình ha. Giá giờ anh để là bao nhiêu? 19 anh? Triệu em. 19 triệu đồng. Con này tổng quan là rất là đẹp anh chị nha. Cực đẹp luôn. Vỏ sau là còn mới đẹp lắm nha. Rồi, có vô một cái kim phục mới cho anh em ở phía sau luôn. Còn bên kia anh, con này anh cũng mới đổi cho khách này. Đổi 150 cho khách. Con này tình trạng là cũng đẹp nè. Cũng được xử lý dàn áo, được khách người ta xử lý trong máy anh nhá. Đó. Cái này là khách ta xử lý rất đẹp rồi này. Máy móc cực êm luôn. Rồi. Êm ru. Biển thành phố Hồ Chí Minh này. Con này để cho anh em 15 triệu. 15 triệu đồng cho cái chiếc 135 này, biển số là khu quận Tân Phú anh chị bạn. Con này cũng rất đầu nha anh em. Có rất đầu ha, rất đầu rồi. Cái xe này không rất đầu, xe này cũng phải bèo chứ cũng phải 17 18 triệu về thành phố. Xe đẹp cực kỳ luôn nha. Đây. Thấy không? Rồi bây giờ em quay tổng quan là hết tất cả những cái bản số mà bây giờ anh em mình đã quay qua ha. Anh chị nào quan tâm cái mẫu nào thì chụp màn hình gửi về cho cửa hàng để nhà tư vấn anh em mình được rõ ràng chi tiết cụ thể hơn nha anh em ha. Rồi ra phía ngoài luôn. Quay mấy chiếc vào đây luôn anh. Rồi tư vấn em coi 135 này coi như thế nào đây. Cái con này 135 này em, con này 135 này là tình trạng là máy móc là anh bao rin. Đấy. Nhưng mà con này đi Boe tăng tốc nha. Đấy, nói chung nó cũng vào đồ chơi kiện nhẹ tí, hiểu không? Đây. Đi dàn ốc. Rồi là có sơn cặp bánh. Của thanh niên mà, hiểu không? Xe này xe cũng là chính chủ luôn đấy. Chính máy chủ móc luôn. Bao rin. Giờ giá anh để là bao nhiêu anh? Xe này anh để cho anh em 16.500.000. 16.500. 16.500. Xe rồi. Này bao êm luôn. Máy móc bao rin. Máy rin giờ là dẫn qua là 6 tháng giống như những cái xe khác đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Thấy không? Ok cực chị. Cực đẹp, cực kỳ êm luôn, máy móc khỏi suy nghĩ. Giờ máy là đang đi phun ốc Salaya luôn. Xe đẹp, xe này còn dành cho thanh niên đi á. Mấy anh thanh niên nhỏ là ok luôn. Rồi, qua cái bên là một chiếc Quayet 110. Con này anh cũng đổi cho khách. Thì có bể nha. Không phải là bể. Con nó là hai dàn dàn áo trên này là người ta tháo ra rồi. Tháo ra. Người ta tháo cho mát thôi. Không thích đi ví dụ người ta xe này đi không thích tháo là tháo ở đây coi nhìn nửa thôi chứ không phải là máy móc làm rồi không? Máy móc là bao rin nhưng mà cái đầu nó rớt này. Này từ đây xuống này rin này, thấy không? Cái đầu nó rớt này. Rớt đây chắc chắn là rớt đây chỉnh co thôi. Thấy không? Còn đây là nó còn rin. Thấy không? Xe này anh đổi cho khách, máy móc khỏi suy nghĩ luôn, bao êm luôn. Rồi. Rồi. Người ta nói không êm gì bằng Honda. Giá giờ là nhiêu anh? Con này anh để cho anh em lấy giá vốn lại thôi. Mà mấy dòng xe này là anh không có bao ship đâu nha anh. Con này anh để cho anh em 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu giá rưỡi. Giá bình dân chưa? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Riêng mấy con xe đổi là không có bao ship không anh? Không bao ship. Khách hàng đến trực tiếp mình mua không nha. Không có tặng quà đâu nha. Tại vì xe này anh chỉ lấy vốn lại thôi. Rồi. Thì anh em nghĩ có cái xe 5 triệu rưỡi thì bằng cái xe Trung Quốc. Mà xe Trung Quốc đi sao bằng xe này? Rồi, nói rất là rõ ràng anh chị ha. Giá 5 triệu rưỡi không bao ship. Cũng như là không có tặng quà cáp gì hết. Cái bên là một chiếc quay 100, con này đời nào đây anh? Con này đời 2010 em chính chủ luôn nha. Hay là 10 chính chủ. Con này anh để anh em 11 triệu. Rồi 11 triệu đồng. Ok bà con nha, giá 11 triệu. Đây, tổng quan con xe. Xe cực đẹp luôn, chính chủ một đời chủ, chưa có đời thứ hai. Rồi ok ha. Còn bên đây là chiếc Dương siêu đời nào anh? Cái con này siêu đời 2013. 2013. Bọc keo nguyên chiếc. Con này anh để cho anh em là 9 triệu. 9 triệu. Bọc keo nguyên chiếc luôn á. Tổng qua giá áo là liền lạc đẹp hết anh em ha. Áo là còn bọc keo luôn nè. Đó. Anh chị mình nghĩ kỹ nè, còn bọc keo luôn. 9 triệu quá anh, 9 triệu em ạ. Rồi ok. Giờ anh em mình vô bên trong nha. Vô bên trong tới chiếc Exciter 150 nè anh chị bạn. Con này đẹp đây là đời nào anh? Con đẹp là 2018 em ơi. 2018 màu trắng đỏ nha anh chị ha. Xe là bao rin từ đầu đuôi luôn. Rồi. Giờ giá anh để nhiêu? Con đó anh để cho anh em 19 triệu. 19. Biển số nó đâu vậy anh? Biển số Nghệ An em ơi, với Nghệ An 37 Nghệ An anh chị ha. Xe tổng quan là sạch sẽ liền lạc rồi, anh em mình thấy rồi, khỏi bàn cãi. Còn đây là con màu cam đen, con này bản số đâu anh? Con này biển số cũng 38 Hà Tĩnh luôn. 38 Hà Tĩnh. Rồi giá mình để sao? Con này để cho 19 triệu luôn. 19 triệu. Rồi ok anh chị ha, con này là có vô một cái khóa đĩa bên trước. Rồi còn bên đây, con này led bao khoang. Con này là nó đầu 2020, cuối 2019 đầu 2020. Rồi. Xe này là xe chính chủ luôn. Con này biển số 64. Con này để cho anh em là 23 triệu. 23 triệu đồng.
Rồi ok nha chị ha. Mẫu là đèn led ba khoang. Máy móc đồ nào là nguyên bản phải không anh? Bao riêng em? Dạ là con mình... này hình như là đi Boe tăng tốc. Vậy là bây giờ mình sẽ bảo hành máy là 5 đúng không? Nếu mà 150 đô lên là 5 hết. Nó đi Boe tăng tốc. Đúng rồi anh em. Đã đi Boe rồi. 20 mấy anh? 23 triệu em. Nếu mà trả góp thì không trả lời xấu gì hết thì không trả trước. Không trả trước anh chị ha. Rồi 23 triệu 500. Mang bản số là 64E1 48716. Còn bên đây anh? Con này cũng đầu 2020. Mà xe này là xe phiên bản là bao rin luôn á. Mà phiên bản này phiên bản đặc biệt chứ bộ. Rồi 71C2 59842 ha. Con này giờ con này anh để cho anh em là 23 năm luôn. 23 triệu 500 luôn chị nha. Xe là bao rin luôn á. Cái remote tìm xe mà là cái màu này xe này đẹp chứ bộ. Màu đẹp. Mời đây nhám. Đó, dù nó tìm xe, xe còn yếu em. Ừ. Máy móc bảo hành tổng thể xe này đẹp không? Nhìn trên nhìn áo đẹp không? Đẹp chứ, liên lạc cái màu này đẹp cực kỳ luôn, cái màu này lên cái tem này rất đẹp nhỉ. Dạ. Yeah. Màu này nhìn cứng xe luôn. Đây nhá, phối với cái dàn tem mà màu xanh dương đó nè, cái nhìn xe nó đẹp hơn. Nhưng mà xe này dàn áo nhìn trên như là tem là rin của nó nha, chứ không phải là mình mới dán đâu nha. Ừ. Rin của nó hết đó. Rồi, đẹp nhỉ. Này góp cũng có thể không tra trước rồi tôi lên ha. Nếu mà không lại trễ nợ xấu nha chị em. Đúng rồi. Góp hôm nay chính là nói chung những anh em nào mà mua được góp thì cứ liên hệ cửa hàng đi, cửa hàng hỗ trợ cho anh em. Dạ. Chứ đôi khi mua góp cửa hàng của ngân hàng gì nó cũng khó lắm, nó siết chặt lắm á. Ừ. Rồi, anh em mình qua kế bên đi. Cái chiếc led bao khoang luôn, biển 75H1 55037 nè. Đầu 2020 luôn. Con này anh cũng để cho anh em là 23 triệu luôn. 23 triệu. Chính chủ hết. À. Máy móc bao rin, xe chính chủ hết. Rồi, ok nha chị ha. 23 xe này triệu. Nó vào cái đuôi chế này. Ừ. Còn anh em nào không thích cái đuôi này, bên cửa hàng sẽ thay cái đuôi của nó lại cho anh em. Đang đi kiểu dạng bát đút gầm á, anh em muốn thích thì gắn nguyên cái giày sau là rin cho. Cặp bánh mâm này có sơn màu trắng. Rồi, chính chủ nha, chính chủ luôn. Còn bên đây anh màu con này, trắng đỏ. Con này anh cũng để 23 năm luôn. Biển 74 ha. Cũng đầu 2020 luôn. Rin từ đầu đến đuôi luôn. Bản số là 74D1 26490. Có vô cặp bao tay, tay côn đại thắng kiểu cho anh em. Bao nhiêu anh? 23 triệu em. Rồi, 23 triệu đồng luôn anh chị nha. E50 led bao khoang mà giờ giá này thì tương đối là quá ok rồi. Tại vì giá thành viên anh xe này hồi trước nó tầm cự 27, 28, 30 triệu cũng có. Đúng rồi. Bây giờ có 23 triệu quá rẻ mà xe đây là xe tuyển không phải xe tầm 7 đâu. Dạ. Anh em đã mua xe dùng mạnh là biết rồi. Riêng ai mà mua xe cửa hàng xe máy dùng mạnh chưa bao giờ nó phàn nạt về xe có máy móc. Chỉ có ví dụ như anh em có comment dòng xe ở giá hơi cao này kia thôi. Nhưng mà anh em phải nên nhớ là tiền nào nó của đó. Xe rẻ thì sẽ có xe rẻ lên. Nhiều lẽ như cái xe 14 triệu mà so sánh cái xe 20 triệu chẳng hạn thì đâu có được đúng không? Nó chênh lệch nhau 6 triệu bạc thì phải khác thì mới vậy được đúng không? Rồi. Đó. Cho nên anh em phải lên tham khảo xe để anh em biết được đánh giá được cái xe. Thấy không? Cái gì cũng vậy phải đánh phải coi trực tiếp rồi mà anh em mình đánh giá được. Đôi khi mình qua mạng mình cứ coi nghĩ này xe này bên kia nó bán 11, 12, 13, 14, bên kia 18, 19, 20. Cái tiền nào nó của đó cho anh. Rồi, anh em qua cái bên đầu chiếc Epikin biển số là 61C2 10831. Con này có lên cái remote chống trộm rồi vậy bạn, màu cam đen ha. Này giá mình để nhiêu anh? Con này anh để cho anh em là 25 triệu em. 25 triệu đồng. Máy móc từ dàn trên đến ngoài là bao keng luôn. Đẹp, con này đẹp anh chị ha. Epikin, mà Epikin là xe nhập khẩu từ Đâu. Có chống trộm luôn đấy nha. Đúng rồi, có lên khóa chống trộm em vừa chia sẻ với anh em mình luôn á. Cặp vỏ xe là cũng còn tương đối rất là mới ha. Mua về không có tốn là phạt đâu. Xe này chẳng có mất một cái nghìn gì nào đều một. Mới có vỏ xe mà xe E50 Winner 50 vỏ lớn như này á, anh em mà về thay cặp vỏ đi là biết là chi phí nó bao nhiêu liền à. Bởi cặp vỏ nó hơn triệu á. Bởi em mới nói là tại sao mà trong quá trình quay em hay đề cập tới chuyện vỏ xe là vậy đó. Đúng rồi. Anh chứ em... nó mòn quá vậy đâu có chạy được đâu. Đúng rồi, anh em mua xe cũ là anh em lưu ý này, máy móc rin. Yeah. Đó, dàn áo bên này dàn cái dàn vỏ còn ngon, dòng trên còn ngon. Yeah. Là nó đỡ anh em biết bao nhiêu tiền rồi. Đúng rồi. Chứ anh em mua cái xe ví dụ như mua cái xe mà nó rẻ hơn xíu chẳng hạn như vậy đi. Đó. Vỏ thì nó mòn này. Đó, về trước tiên anh em có cặp vỏ cũng phải mới mất ở trên triệu bạc này. Đó, dòng trên nó mòn anh em thay cũng phải 700-800 bạc này. Đúng rồi. Rồi cặp vỏ nó xấu nó cũng là anh em đi làm nó cũng bằng đôi khi nó còn cao hơn cái dòng xe này nhiều tiền rồi đúng không? Dạ. Yeah. Anh em phải lưu ý ngoài máy móc ra là tổng quan bên ngoài nó cũng quan trọng lắm anh em nha. Bởi em đọc những cái comment nói mua xe quan trọng về máy móc, máy móc nó ngon thiệt bên ngoài nó nát hết thì vậy anh em biết tốn bao nhiêu chi phí không? Anh em đó, phải lưu ý người nào bình luận cái bình luận này là phải nên suy nghĩ lại anh em nha. Tại sao mà tổng quan em đi hay tả chính xác là vậy đó? Rồi kế bên nha, con này bị số 69L1 15156 nè. Con này anh để cho anh em giá anh để cho anh em là 245. 24 triệu 500. Xe này đầu 2020. Tem áo rin hết anh Dũng ha. Đúng rồi, xe này cực đẹp rồi. Con này đẹp. Dàn áo này đẹp không? Tem áo đầu rin hết cho bà con luôn. Em nhìn cái dàn áo đẹp. Đúng rồi, bóng ngoài đẹp. Chưa có dập tốt xử lý gì hết, chỉ có cái cản ở phía sau thôi.
chỉ có cảng là sơn cái lại. Cảng này nói anh em cái cảng này này, đúng là cái cảng bên này là bên cửa hàng hầu như sơn lại hết. Dạ. Tại vì cái cảng này thường thường người ta rinh này, cái kỹ cỡ này, nào đi chăng nữa nó cũng đầy, nó sẽ đầy cỡ nào cũng đầy. Nhưng mà như để có cái xe đẹp cái này mà cái này đầy xấu quá. Đúng rồi. Mà cái này có chẳng có liên còn liên quan gì hết trơn, mình sơn nó đẹp thôi. Mà anh em không sơn anh em đấy. Cỡ xe đẹp xe xấu này đúng không? Mà sơn lên anh em nói trời ơi mất rin rồi. Mất rồi. Mất rin cái này cái có gì mà rin. Có cái gì đâu anh chị, thật sự. Cái này có này, gì này, đâu này, công nhận nha. Này sơn là cho nó liền lạc cái xe. Mà em nhìn cái xe này có đẹp không? Đẹp cực chứ. Kỳ đẹp luôn. À. Chưa được một mít sơn nào, chỉ có sơn cái này. Mà cái này không sơn thì nhìn cái xe ra cái gì nữa. Dạ. Đúng không? Rồi. À, giá anh mới báo nhiêu? Con này anh để cho 245 em. 24.500. Cái bên nào chứ là xe tơ. Cái màu tương tự nhưng mà cặp bánh mâm là có sơn là màu cam, biển số là ngang 37G1 83182. Con này chính chủ luôn 2021 á. Rồi 2021. Nhưng mà con này là được sơn bên mâm, con này anh để là 25 triệu đời 2021 nha chị ha. Exeter đời cuối phải. Đời cuối con này 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 đời sót lại á. Dạ chứ đúng là 2021 là 555 rồi này. Đúng rồi cho nên là đời sót á. Rồi qua kia đi anh, chiếc 150 màu xanh GB bị số ngang luôn 37D1 66305 kìa. Con này báo cáo với anh em là bọc keo nguyên chiếc này, đang bọc keo này xe chính chủ luôn nha. Áo pin đẹp nha. Luôn mà bọc keo nữa. Chưa xé đâu nha, là bọc keo này. Nham nhũ này là bọc keo đấy nha. Rồi. Đó. Xe để anh em là 17.500.000. 17.500. Xe chính chủ luôn đấy nha. Ok mọi người ha. Rồi con đen kia là biển Hà Nội, thành phố Hà Nội á, thủ đô Hà Nội á. Để cho anh em là 18 triệu. 2018 luôn. Biển số là Hà Nội 29 nha chị ha. Xe đen M phiên bản đặc biệt đấy. Rồi, quay sơ lại cái phần bản số này. Để em quay biển số là cho anh chị coi cái coi. Nó hơi khó anh chị, trong đó nó khác quá. Mọi người xem đỡ giúp em qua đây ha. Đó, quay lại sơ hết cái bản số cho anh em mình theo dõi nè. Xong cái vô trong nhà. Đó là 135, còn nhiều nữa cho anh chị nha. Rồi, bên đây. Còn bên trong là biển 37 như bà con thấy rồi đó. Còn giờ vào trong, chuẩn bị tới một dãy Exeter 135 luôn nè mọi người nha. 135 thì ở ngoài cùng đây có chiếc súng áo nè. Cái này đời mấy mà súng áo vậy anh? Con này là đời 2013 em ơi. 2013 súng áo. Máy móc bao rin luôn. À. Anh sẽ để anh em con này 25 triệu. 25 triệu. Nói chung em súng áo vừa đây anh hết hàng rồi. Dạ. Xe thì nhiều nhưng mà kiểu không ngon lắm nên anh không thu về. Đấy cho nên là anh phải nói chung anh bán ai cũng phải lựa xe anh bán chứ không phải là xe nào cũng đưa về bán tầm bậy tầm bạ đâu. Mình cái cơ sở của mình là xe nó đẹp rồi, chứ không đưa mấy cái xe xấu về là bán cũng được thôi, nhưng đôi khi khách hàng đi không được phàn nàn quá, đôi khi bên cửa hàng cũng đau đầu lắm. Dạ. Rồi, con này là 25 triệu em. À, mang bản số là 73H106336 6336 ha, của Quảng Bình. Rồi, còn bên đây anh, con này là đó. Tình trạng là máy móc bao rin bao keng luôn, chính chủ luôn, để anh em là 20 triệu. 20 triệu. Con này chất xe rất đẹp luôn chị nha. Cực đẹp luôn mà chính chủ, con này tháo bình cho em. Đẹp lắm. Xe chính chủ đúng một đời chủ, chưa có đời thứ hai. À. Xe cực đẹp luôn, bọc keo luôn anh. Phía sau còn bọc keo nè. Ờ nó đâu bọc keo. Ờ đúng rồi. Ngày bọc keo nhưng mà ở trước là không. Ở trước là không. Ở trước không chưa keo. Ở trước không keo, không keo. À, ở sau bọc rồi. Đây trước nó chỉ bọc tem thôi. Đúng rồi, bọc keo tem thôi. Xe rin từ đầu đuôi nha, chứ đừng nói tuốt mà nha, không có tuốt đâu á. Tuốt là biết lại là biết liền luôn mà. 20 triệu không ạ? 20 triệu. Rồi, khách hàng là quan tâm, alo bà Trần Dũng nha. Xe này khỏi cần phải bàn cãi rồi. Cực kỳ đẹp luôn, vỏ sau cũng còn mới này. Xe đúng một đời chủ. 37D1 50118. Anh em nhìn mà đủ mẹ cái nắp này nó còn bọc qua này. Thấy không? Ốc tán nó cũng đẹp nữa. Ừ. Thấy không? Rồi. Ok đi. Ô mà con này like cái bô nha. Bô like rồi. Ờ đúng rồi, bô này bô like nha anh em. À. Bô này bô like. Của bô rin, của bô là của bô rin nó đó. Của bô sau này đây này. Của bô rin của nó đó. Hiểu không? Đúng long, chưa? Cái lon này là lon lai phải không? Là lon lai chứ bô của bô là rin đó. À. Đúng chưa? À. Rồi, ok. Đó, đúng. Tại vì thế này này. Trong quay xe thì có thể là sơ sót. Yeah. Nhưng mà anh em là có gì anh em là sẽ nói thật cho anh em chứ không bao giờ giấu giếm gì đâu. Cho nên là anh em mua xe đặt khỏi cần suy nghĩ là bên này là giới thiệu tầm 7 tầm 3 nha. Rồi bên đây đi anh, con này biển 73 luôn. Con này không, con này là con này 2014 chính chủ luôn. Máy móc cũng bao rin luôn. Con này cũng để cho anh em là 20 triệu. Dàn áo là full đẹp mới cho anh em nha, dọn mới đẹp dàn áo rồi. Dàn áo thôi, dàn áo nó thôi, còn cái này rin hết nha. Dạ. Yeah. Rin hết nha. Thấy không? Dàn chân với dàn nhựa đen là rin ha. Rin đó. Còn nhà áo là sơn full mới, dán tem mới nên là đẹp lắm. Rồi, bao nhiêu anh? 20 triệu em. Cũng là 20 triệu luôn.
À, còn bên đây là Yến 36 C1 10016. Có này để cho nha, 19 triệu. Mấy xe đâu này là. Này là cổ Burin mà Burin đẹp luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn. À. Xe này là 19 triệu luôn. 19 ha. Giá áo thì có full keng cho anh em. Nói chung cái hàng trong này là anh em khỏi bàn cái gì hết, bao keng luôn. Giá áo mà được làm mới đẹp keng rồi. Rồi tổng quan này từ cái vỏ sau còn ngon rồi. Rồi nha, 19 đúng không ạ? 19 triệu em. Bảo hành vẫn là 6 tháng. 6 tháng về máy ha. 10016 là bằng số. Còn bên đây là biển 93 Bình Phước nè. Con này 19 triệu luôn em. 19 2014 luôn. Này 93H10025 07 hen. Bô rin, cổ rin, dàn áo vô rin hết. Dàn áo là phía sau là sơn rin, tem rin. Phía trước là có dán tem lại. Dán tem lại phía trước này nè. Đây rin luôn nè. Khúc này nói chung anh khúc này là có hai cánh bẩn hay bên hông á anh em. Hai thông có dán lại. Mình là có sao mình nói vậy hiểu. Cái dòng xe này á nếu như mà để cho tổng thể nó đẹp 100% thì vẫn có đó nhưng mà hiếm. Giá nó sẽ cao hơn nữa. Đúng rồi. Con này giá anh để nhiêu? Con này anh để 19 triệu. 19 anh chị ha. Rồi, 19. Qua cái bên đây nha, Thanh Hóa 36K3 05198. Con này anh vẫn để cho anh em 19 triệu luôn. 19. Con này tem rin áo rin nè. Con này rin hết 100 à. À con này 20 triệu anh em ơi. Con này 20 triệu, rin hết từ đến đuôi. Con này 20 triệu. 20 triệu ha. Con này tổng thể của nó ok hết. Rồi ok nha anh chị ha, 20 triệu đồng Thanh Hóa 36 nha. Con này anh cũng để cho anh em là 20 triệu luôn, tổng thể cũng bao rin luôn. 36 13 6832. Rồi okay. Con này nó chỉ còn trầy một xíu thôi. Mà không dám giảm tốt. Giảm tốt mất rin nè. Giảm tốt là mất rin hay nào? Thứ nhất là mất rin thì không sợ, không sợ biết đâu. Nó lộ quá. Cái màu trắng này em chỉ cần một phát đây là nó sẽ trắng hơn này nhiều mít liền luôn. Dạ đúng rồi. Là nó xấu đã giảm hết luôn mà giảm hết thì đâu ra cái gì nữa. Đúng rồi, xe đang đẹp ha. Mà có tí đây thì nhầm nhò gì đâu, anh em muốn xe rin anh em là phải chịu thôi chứ. Bèo gì nó kiểu gì nó phải trầy một tí, nhiều như ít. Con này giờ anh để ra bao nhiêu? Xe này anh để 20 triệu. Rồi, 20 triệu đồng anh chị nha. Xe này gọi là cũng keng cực kỳ luôn nhưng mà chỉ có đúng một tí thôi. Tí chẳng làm gì hết. Thích về dán một cái keo gì đó cũng được. Rồi 20 triệu luôn anh chị các bạn ha. Qua kế bên cho anh, con này là dàn áo full keng cho anh em ơi. Hai con này anh để 19 triệu một con. Máy móc bao rin luôn, xe cực kẹt cực keng luôn. Con mà các bạn đang theo dõi là 48E1 10115. Nguyên cái dàn mâm của nó được ốp vô dàn mũ mà xi mạ rơm á anh em, dàn nhựa xi mạ rơm á. Cái bánh thôi nó mới cứng này. Thì nó ốp vô đó, ốp mâm vô xi mạ rơm á anh em. Xe này nói thật là anh em nhìn nó kỹ, thằng chủ nó đi kỹ lắm nha. Nên là còn ốp cái này nè. Nó kiến chủ lắm nha. Hồi trước là nó, em còn nhớ hồi trước là nó còn bọc cái keo trong cái đục á, cái nhám á. Em nhìn thấy không dán, anh vừa về anh xé ra hết á, thấy không? Nó gờ hết rồi. Nó dán hết luôn á. Giờ là 19 đúng không ạ? 19 triệu em. Rồi 19, anh chị anh em khách hàng nào quan tâm thì alo cửa hàng ha. Qua cái bên luôn anh, coi đó là 19 luôn phải không? 19 luôn. Máy mà cũng bao rin luôn, bảo hành cho em 6 tháng hết. Bao đẹp, bao keng luôn. 38B1 18811 là bản số nha. Rồi, em quay lại tổng quan cho anh chị xem nè. Đây, bà con mình theo dõi sơ qua các bản số là hết nha. Xong rồi anh em mình sẽ xuống cái hàng xe bên dưới để tiếp tục cho anh em mình theo dõi nha. Rồi, xuống đây tới chiếc Rider. Rider này đời nào anh? 2020 em ơi. 2020, dán keo trùm ha. Dán tem trùm hết. Dạ, keo trùm nha anh chị. Để em quay tổng quan con này cho anh chị mình coi. Con này tem trùm á. Tem trùm. Này còn mới nha, giờ mình chạy đi. Cũ tem cái mình lọc ra, tem riêng trong cũng còn. Con này để cho anh em 2-3 triệu. 23 triệu đồng cho chiếc Rider đang dán tem trùm. Xe chính chủ luôn. Yên có bọc cho yên lại nha. Máy móc bảo hành 1 năm. Dạ. Cứ từ dòng 150 này là mình bảo hành năm hết rồi. Đúng rồi, không cần trả trước luôn, góp à. Rồi, ok nha anh chị các bạn ha, không phải trả trước. Còn bên đây anh, chiếc Rider này đời nào đây? Con này đời 20 đầu 2021 cuối 2020. Rồi. Bao hồ sơ anh em để cho anh em giá 28 triệu. 28 triệu đồng. Đây, hồ sơ cầm tay. Anh chị coi ha, tổng quan xe rất đẹp nè. Con này là hồ sơ có sẵn rồi phải không anh? Có sẵn em. Rồi, có sẵn tại cửa hàng. Qua cái bên là một chiếc AB đi anh. AB đó là 125 đèn mắt cú á. Con này anh để anh em 15 triệu. Xe này bao rin từ đầu đuôi luôn. 61C1 33588 anh chị nha. Sau còn mới luôn. Dạ. Rồi, máy móc êm ru. 33588. Xe cực đẹp luôn mà, rin từ đầu đến đuôi. Dạ. Con này là Thuần An đấy. Thuần An á. Dạ, Thuần An luôn. Cái này bảo hành bao lâu? Cái này máy móc anh bảo hành 1 năm luôn. 1 năm luôn. Đó, biển số là 61C C1 là của Thuận An bà con mình nha. Rồi, qua cái bên anh, AB đầu bò 110 FI. AB đầu bò này anh để anh em là 12 triệu. 12 triệu. Xe cực đẹp luôn. Trước nó còn bọc keo nữa kìa. Bọc keo chưa xé hết á. Dạ. Con này đây, con này đây mới bọc keo ra đây. Cả số là 60B1 15451 anh chị, là bản số đó.
xe đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Giờ giá là 12 triệu đồng nha. Khúc trước là bọc keo chưa tháo á. Con này đẹp mà anh chị. Cực kỳ đẹp luôn á. Con này đẹp. Hết cỡ đẹp luôn chứ không nói cực nữa. Dạ. Khúc đầu trước rồi là chưa bọc keo luôn, bọc keo chưa xé hết nữa. Dạ. Rồi ok ha. Qua cái bên là con Vision nha anh, con này khóa thông minh Smart Key nè, biển số là An Giang 67K174637. Con này đầu 2020. Dạ. Con này anh để anh em là 23 triệu. 23 triệu đồng nha. Khóa trên mấy cây nha. Yeah. Máy móc tình trạng, máy móc dàn áo bao rin hết. Yeah. Chưa được một cái gì đâu. Rồi ok bà con mình ha. Còn ở bên đây chiếc Janus nè. Janus này anh để cho anh em là 18 triệu. Dạ 18 triệu. Xe này là 29. Nhưng mà đứng tên anh ủy quyền rồi. Dạ. Yeah. Xe chính chủ luôn á. Anh em muốn ủy quyền là ok. Rồi ok anh chị ha. Xe bao đẹp bao keng luôn. Dạ. Yeah. Còn bên đây anh, chiếc Vision. Vision này là anh để anh em 12 triệu. 12 triệu. Xe này bao rin luôn. Bản số là 49H1 06439 là biển số nha bà con mình nha. Rồi ok anh. Máy móc là nguyên bản hết phải không anh? Nguyên bản hết bao rin. Rồi còn con Vision này. Con Vision này anh để cho anh em 18 triệu. 18 triệu. Bản hai số... con này anh để 18 triệu một con luôn. Bao rin hết. Hai con đều là khóa cơ nha anh chị. Con màu xám là biển 73D1 24640. Con màu xanh đen là 70F1 55654 nha. Máy móc riêng này chắc buông bảo hành là 1 năm luôn phải không anh? Bảo hành 1 năm em. Rồi 1 năm. Còn con AB là đời nào anh? Con AB này đầu 2018. À, đầu 2018, biển số 18 Nam Định. Con này để 23 triệu. 21390 là bản số nha. Chính chủ luôn đấy. Rồi. Anh chị anh em mình coi sơ là bản số này. Đó. Ứng nào chụp màn hình lại bà con nha. Để anh Dũng anh tư vấn bà con mình rõ ràng và chi tiết hơn bên cái phần Zalo ha. Mấy con nói là cực kỳ đẹp luôn đấy chứ. Dạ. Rồi, ok. Bên trong đây là sẽ có một cái chiếc Rider. Con này đời nào anh? Con này đầu 2020 em ơi. 2020 anh chị. Đó. Giữa 2020 á. Này hồ sơ cầm tay luôn. Con này anh để cho anh em là 26 triệu bao hồ sơ. Có hạ khí đồng thấp cho anh em này. Đúng rồi. Thể thao hơn nha. Máy móc là bao rin. Rồi. Hồ sơ là giờ có sẵn tại cửa hàng. Có sẵn cửa hàng luôn rồi. Rồi. Còn bên đây anh, con này Rider luôn nè. Con này anh để cho anh em là 29 triệu bao hồ sơ. 29 bao hồ sơ. 2021. Giờ xe liên lạc đẹp không? Xe cực đẹp luôn. Cái này là hồ sơ mình có chưa? Có rồi em. Có luôn rồi chị ơi. Đó. Đó. Nổ nó đã cực kỳ luôn. Rồi ok nha. 2021 nha. 2021. Rồi. Mình qua đây tới con này. Con này 2020 để 2020. Anh em là 28 triệu bao hồ sơ. 28. 28 triệu bao hồ sơ. Rider anh chị nha, 28 bao hồ sơ. Rồi, hồ sơ cũng có sẵn luôn phải không anh? Xe đẹp lòng lành, hồ sơ có sẵn hết em ơi. Rồi, ok anh. Bên ngoài mình còn mà phải không? Còn em. Đây, ra đây anh chị các bạn, mình còn ở đây nữa nè. F135 nè, thấy không? F135 còn. Đây, con này hơi nắng. Con 135 này đời nào anh? Con này đời 2013. 2013. Tình trạng máy móc là bao rin hết cho anh em. Dạ. Nổ là khỏi phải suy nghĩ, nổ như quên pha luôn đấy. Đây, đó. Xe này xe chính chủ luôn đấy. Chính chủ luôn. Giờ anh để giá nhiêu con này? Con này anh để cho anh em là 16 triệu. 16 thôi anh chị ha. Máy móc là rin. Bao rin luôn. Dàn chân dàn áo cực đẹp luôn á. Lớp là còn dè đẹp ngon ok anh em ha. Đều. Nổ là cực kỳ ngon luôn á. Còn con màu đỏ cái bên là nào anh? Giá con tem mới đẹp rồi. Con màu đỏ cái bên là đời 2013 luôn. 2013, tem mỏng dáng mới đẹp hết cho anh em rồi. Máy móc con này là bao rin luôn. Cũng bao rin luôn anh em. Nổ là thì thầm luôn. Hà Tĩnh 38 nha anh chị các bạn. Hà Tĩnh của tôi ấy. Rồi giờ giá mình để nhiêu anh? Con này anh để cho anh em giá 17 triệu. 17 triệu. Rồi ok nha. Đẹp lắm anh chị, con này sạch sẽ đẹp rồi, được dán tem mới, xử lý đẹp hết dàn áo rồi. Xe này nhìn anh em nhìn nó mê liền đúng không? Khỏi bàn cãi luôn. Anh em giờ anh em nhìn cái xe máy móc rin, có dàn chân dàn áo, dàn vỏ nó đẹp, anh em suy nghĩ mất 1.000 nào đi làm đấy không? Ok nha. Còn con 150 đời nào anh? 150 này là 2016. 2016. Anh để cho anh em là giá 16 năm. 16.100, biển số là 83B244695. Xe đẹp cực kỳ luôn, bao rin bao đẹp. Rồi, ok anh. Nói chung bên ai thì không biết, nhưng mà bên Dũng Bảy là bán hàng có tâm lắm. Dạ. Yeah. Chứ không phải là bán tầm bậy tầm bạ đó, không phải xe nào cũng bán đâu. Cũng là xe là bán lắm. Dạ. Yeah. Biển Quảng Bình nè, coi đây là nào, dàn áo sơn full mới đẹp. Con này 2016 luôn. Con này cũng chính chủ luôn. Rồi. Con này anh để cho anh em là 16 triệu luôn. Sơn phu nhà áo, dán tem mới đẹp hết cho anh chị luôn rồi. Dàn chân này, dàn chân với dàn áo, dàn máy là bao rim nha. 16 triệu ha anh. Đúng rồi. À. Nói chung anh em cái dòng xe này mà hình như giờ mà cái này á, gì để bên cửa hàng làm dàn lại dàn áo rồi đẹp rồi. Máy móc bao rim rồi, anh em chỉ có đổ xăng đi, không mất 1.000 nào nữa. Dạ. Xe giờ anh em nhìn đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Sạch sẽ rồi, dàn áo sơn phu mới thì bây giờ không có một cái vết trầy.
xe được rửa ráy dọn đẹp sạch sẽ hết. Cái vỏ trước vỏ sau là mới cứng luôn em, những vỏ trước còn lông còn đúng rồi, vỏ trước là mới tinh nè, vỏ trước mới tinh nè, vỏ sau thì anh em mua xe anh em chỉ đặt tâm vào là thứ nhất máy móc rin êm, thứ hai là dàn vỏ. Dạ. Thấy không? Dàn vỏ là đẹp rồi, mà dàn lốp á, cái vỏ bánh á, không phải là vỏ dàn mũ đâu. Dạ. Cực kỳ đẹp luôn. Là anh em chỉ có đổ xăng đi thôi, không mất ngàn nào nữa. Rồi, qua đây đi anh. Con này biển 37 ngàn nè, cái này là bỏ xe mà nó dày lắm luôn nè chị. Cái xe này đang đứng tới đây ủy quyền. À, anh chủ đang đứng ủy quyền luôn. Dạ. Đầu 2018. Dán tem là rồi. Đầu 2018, xe này cũng mới móc bao rin luôn nhưng mà anh đang ủy quyền về xe đấy. À. Con này anh để cho anh em là 20 triệu. Giá là 20 triệu đồng ha. Rồi, ok, 20 triệu. Bên đây là một chiếc AB trời, con này chưa rửa. Tiếp theo con này mới lấy về chưa rửa luôn. Con này anh để cho anh em cũng 15 triệu luôn. Dạ, ngoài sơn phun mới lại rồi ha. Ừ. Bao nhiêu chứ anh, mười mấy? 15 triệu. AB đầu bò phải không? AB đầu bò, máy móc rin biển thành phố. Máy móc khỏi suy nghĩ luôn, nổ thi thầm luôn. Biển thành phố nhá. AB đầu bò 15 triệu. À quên này, con này xin lỗi anh em, con này để 12 triệu, 15 triệu lên. Em đang định nói sao mắc chứ. Ừ. Quên. Đầu bò mà cho tới 15 triệu là nó sao mắc chứ. Xin lỗi anh em nha. 12 phải không? Ừ. Con này 12 triệu, lộn nha anh em. Rồi. Xin lỗi nha. Máy móc để đưa cho khoan nổi thử luôn anh em nghe cái tiếng máy của đầu bò. À. Này dàn áo sơn mới rồi, dàn chân thì để em coi coi. Dàn chân cũng sơn luôn rồi. Đó, nói chung là được dọn sơn là hết rồi, quan trọng là cái máy anh làm máy zin. Mà về thành phố nữa chứ, máy này nhìn cái máy này. Bà sức của máy bao rin luôn á. Ừ. Trời ơi. Quên pha gọi bằng cố. Thấy chưa? Rồi. Em chưa? Cực em luôn. Giá 12 triệu. Anh em chỉ có đổ xăng đi thôi, không mất ngàn nào hết. Bà sức của chị ha. Rồi ok được ạ. Biển phố là biển phố thành phố đẹp, bằng xe này chưa rửa nha. Ừ. Mới lấy về á. Ừ. 2 kiếng mà nó còn đầy đủ nữa này. Báo cáo anh em đây này. Hai gương kiếm của nó còn đầy đủ đây này. Tổng thể đẹp thế này mà. Rồi. Ok ha, coi như nãy giờ là cũng quay qua hết tất cả những mẫu xe tại bên kia xe máy Dũng Mạnh cho anh em, anh chị các bạn trên kênh theo dõi rồi đó. Giờ bà con chị nào quan tâm cái chiếc nào nữa thì cứ nhắc máy lên, gọi về cho anh Dũng theo số điện thoại mới để trong màn hình để anh thể là tư vấn bà con chụp hình được phim rõ hơn bên cái phần Zalo cho mọi người ha. Rồi, anh nhắc thêm lại những cái thông tin cơ bản bên cửa hàng mình cho khách nắm rõ đi ạ. Rồi, đầu like hồi nãy vừa bên cửa hàng Dũng Mạnh cũng quay rồi. Giờ là cũng báo cáo lại cho anh em biết cuối like. Là bên cửa hàng xe máy Dũng Mạnh là nằm trên địa chỉ 119 đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Lộc 1, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Yeah. Số điện thoại là 0979 518 618. Ở bên cửa hàng xe máy Dũng Mạnh là chuyên mua bán trả góp và tiền mặt những dòng xe S535 và S550 ra đời xe kia. Về một số tay ga nhỏ thôi. Dạ. Đó. Độ tuổi cho anh em trả góp là từ 18 đến 60 tuổi. Miễn rằng là anh em đừng có nợ xấu nợ chậm gì đó. Còn lại ví dụ anh em là có nợ xấu nợ chậm thì góp tay đôi với cửa hàng, trả trước 70% là lấy xe về. Dạ. Những cái dòng xe nào được bảo hành 6 tháng về 1 năm hồi nãy cái Dũng nói anh cũng nói rồi. Đó, anh em cứ xem, rồi anh em ở xa không có lên được á thì cứ xem clip rồi chụp màn hình lại gửi qua Zalo. Bên Dũng Mạnh sẽ quay lại trực tiếp cho anh em xem. Anh em thích thì cứ cọc 1-2 triệu Dũng Mạnh sẽ gửi về cho anh em rồi là nhận tiền sau. Còn lại ví dụ như mà anh em là mua được góp thì cứ lên trực tiếp cửa hàng mới mua được. Chứ qua online là Dũng Mạnh cũng làm online. Dạ. Yeah. Đấy. Thế nên là anh em mà mua xe nào cứ lên cửa hàng trực tiếp là ngon nhất, mà không lên được thì tin được cửa hàng thì cứ cửa hàng thì quay lại cho anh em xem xe sao bán vậy, không bao giờ nó bậy nó bạ, thấy không? Yeah. Là về anh em cứ nhận xe lấy tiền thôi. Rồi, ok mọi người ha. Đó là những cái thông tin ở bên xe máy Dũng Mạnh á, anh Dũng cũng vừa chia sẻ hết cho bà con chị trên kênh rồi. Anh chị nào mà thắc mắc thêm nữa, cái vấn đề nào trong quá trình quay mình em mình không đề cập đến á, hoặc là xe cỏ xem chưa rõ, cứ alo với anh Dũng ha, để tư vấn bà con rõ bên Zalo nha. Video tới đây chắc anh em mình xin phép bà tạm dừng anh ha. Okay. Rồi, cảm ơn tất cả bà con chị rất là nhiều đã quan tâm giữ được. Hai anh em xin chào mọi người nha. Chào anh em nha.